Bạch Đức Thế Tôn, các phiền não dứt nên gọi là quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, đạo bích chi Phật, Phật đạo. Dứt các phiền não tập khí đều là biến hóa chăng? Phật bảo tu bồ đề, nếu pháp có tướng sinh diệt, thầy đều là biến hóa. Tu bồ đề thừa, Bạch Đức Thế Tôn, những pháp nào chẳng phải biến hóa? Phật dạy, nếu pháp không sinh không diệt là chẳng phải biến hóa. Tù Bồ Đề Thừa, thế nào là Pháp không sinh không diệt, thời chẳng phải biến hóa. Phật dạy như tướng Niết Bàn không đối, Pháp ấy chẳng phải biến hóa. Tù Bồ Đề Thừa, Bạch Đức Thế Tôn như Phật tự nói, các Pháp bình đẳng, chẳng phải thanh văn làm, chẳng phải bích tri Phật làm, chẳng phải Bồ Tát làm, chẳng phải chư Phật làm, dù có Phật hay không có Phật. thời tính các Pháp vẫn thường không, tính không tức là Niết Bàn, cờ sao nay nói Pháp Niết Bàn chẳng phải như biến hóa. Phật bảo tu Bồ đề như vậy như vậy các pháp bình đẳng chẳng phải thanh văn là cho đến tính không tức là niết bàn nếu bồ tát mới phát tâm nghe hết thảy pháp đều rốt ráo tính không cho đến niết bàn cũng đều như biến hóa thải tâm kinh sợ vì hàng bồ tát mới phát tâm ấy nên phân biệt nói pháp có sinh diệt như biến hóa pháp không sinh diệt chẳng như biến hóa tu bồ đề bạch phật phật Đức Thế Tôn, làm thế nào dạy hàng Bồ Tát mới phát tâm khiến biết tính không ấy? Phật bảo tu Bồ Đề, các pháp vốn có nay không ư? Luận hỏi, việc ấy Phật trước đã đáp rồi. nay cỡ sao tu Bồ Đề còn hỏi rằng, nếu các pháp bình đẳng không có làm gì? Thầy làm thế nào Bồ Tát đối với các pháp bình đẳng không lai động mà làm lợi ích lớn cho chúng sinh? Đáp, vì việc ấy khó hiểu nên tuy trước đã nói mà nay hỏi lại. Lại thầy kinh sắp hết. Phật nói tính không sâu xa, phàm phu và thánh nhân không thể hành được, không thể đến được. Nên tu Bồ Đề biết hết thầy pháp tướng bình đẳng chắc chắn không? Thầy làm thế nào Bồ Tát chú trong pháp ấy mà có thể làm lợi ích chúng sinh? Vì pháp bình đẳng không có tướng tạo tác, mà làm lợi ích là có tướng tạo tác. Phật hứa khả lời tu Bồ Đề, theo câu hỏi của tu Bồ Đề mà đáp, Hứa khả tính bình đẳng và đáp việc làm lợi ích chúng sinh, nghĩa là nếu chúng sinh tự biết các pháp bình đẳng rốt ráo không, thầy Phật không có ơn gì. Nếu người bệnh tự biết sắp qua khỏi, thời thầy, thầy thuốc vô công. Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu các pháp thật tướng rốt ráo không, không thể tạo tác, thời vì cớ gì Bồ Tát chú trong ấy mà làm lợi ích chúng sinh? Nếu hút Bồ Tát dùng pháp bình đẳng ấy làm lợi ích chúng sinh, Thầy phá hoại thật tướng. Phật dạy, Bồ Tát không lấy các pháp thể tướng làm lợi ích chúng sinh, mà vì chúng sinh không biết pháp rốt giáo không nên Bồ Tát dạy khiến biết. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh đó là cách đối trị tất đàn. Tu Bồ Đề cho đệ nhất nghĩa tất đàn là không có làm lợi ích để vấn nạn. Phật đã chúng sinh tiên đảo không biết, Phật chỉ phá cái điên đảo ấy mà không cho là thật thế nên bồ tát chú trong tướng bình đẳng sang lẻ tướng ngã cho đến tướng kẻ biết kẻ thấy ấy gọi là chúng sinh không và đem pháp hết thảy vô ngã ấy giáo hóa chúng sinh chúng sinh có hai một là ái nhiều hai là kiến nhiều người ái nhiều gặp được pháp vô ngã ấy thầy sinh tâm lìa dục nghĩ rằng nếu vô ngã thầy cần gì các vật khác mà tham người kiến nhiều tuy biết vô ngã mà đối với sắc pháp vân vân vẫn hiếu luận cho rằng hoặc thường hoặc vô thường, thế nên kế tiếp nói sát tướng năm uẩn 12 nhập, 18 giới cho đến xa lìa tướng của tính hữu vi, khiến được tướng của tính vô vi mà tướng vô tính tức là không phải gọi là pháp không. Hỏi, cớ gì tu Bồ đề hỏi dùng không gì cho đến hết thải pháp không? Đáp, không có nhiều thứ như trong lửa không có nước, trong nước không có lửa cũng là không, trong ngũ uẩn không có ngã cũng như vậy hoặc có chúng sinh không hoặc có pháp không đối với pháp không có người nói rằng các pháp tuy không cũng chẳng phải không hết như trong sắc không có vi trần gốc tồn tại thế nên tu bổ đề hỏi vì không gì nên hết thảy pháp không phật đáp vì vô sở đắc rốt giáo không nên sang để hết thảy tướng do vậy mà trong đây nói chúng sinh không và pháp không vì hai không ấy nên hết thảy pháp không có pháp nào chẳng không hỏi nếu như vậy thời cứ gì trong đây nói để tướng hết thảy pháp đáp hết thảy pháp không thể phá hoại cùng tận chỉ lìa cái ước tưởng tà vậy đối với nó nên tất cả pháp tự xa lìa như người có thần thông vì hoại sát tướng nên vách đá không làm chướng ngại như phật nói các ông đối với Nam uẩn tu tránh ước niệm dứt tham dự, được tránh giải thoát nên nói là địa tướng tu Tư bồ đề nghe xong tâm kinh hãi nghĩ rằng vì sao hết thầy pháp hoặc lớn hoặc nhỏ đều không có căn gốc chân thật hạng phàm phu hư vọng có thể không có sự thật còn thánh nhân phải có chút ít sự thật tu bồ đề tuy là a la hán rất quý phật pháp sau so vì hàng bồ tát mới phát tâm cho nên hỏi phật Phật biết ý tu bồ đề muốn làm rõ việc ấy nên nói thí dụ mà hỏi ngược lại tu bồ đề. Ý ông nghĩ sao? Như người biến hóa lại làm ra việc biến hóa. Sự biến hóa ấy có căn gốc thật, chẳng không chăng? Đáp thưa không, sự biến hóa ấy không có sự thật mà chẳng không. Không và người biến hóa hai việc chẳng hợp chẳng tán. Vì đều là không, nên dùng không không, nên không. Hỏi cớ gì nói là vì không không, nên không? Đáp. Vì phá 18 sự thật nên có 18 không Vì phá sự biến hóa không trong tâm chúng sinh nên dùng không không Người thế gian đều biết huyễn hóa không trụ lâu Không có làm gì nên gọi là không Nên nói vì không không nên không Không nên phân biệt đó là không là hóa Người phàm phu biết việc biến hóa là không không thật Còn các pháp khác là thật Vì vậy mà lấy việc biến hóa ví dụ Nên biết các pháp khác cùng với biến hóa không khác nhau như chỗ hiểu của thánh nhân, thầy không được dùng biến hóa làm ví dụ, vì không có phân biệt, hết thảy pháp gọi là năm uẩn. Phật nói sắc thọ tưởng hành thức không có cái gì chẳng là biến hóa vì là không. Từ Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Pháp Phạm Phu Hư Dối nên như biến hóa, Pháp xuất thế gian cũng như biến hóa ư, nghĩa là bốn nhiệm xứ cho đến 18 Pháp không chung, hoặc pháp bốn niệm xứ theo mặt nhân duyên sinh cho nên như hóa nhưng quả pháp của bốn niệm xứ là niết bàn cũng lại như hóa ư hoặc hành giả tu các pháp ấy là các bậc tu đà hòa cho đến phật cũng lại như hóa ư phật dạy hoặc hữu vi hoặc vô vi và các hiền thánh đều là hóa vì rốt giáo không nghĩa ấy từ phẩm đầu lại đây nơi nơi đã nói rộng thế nên nói hết thảy pháp không đều như hóa Hỏi nếu hết thảy pháp đều không như hóa, cớ gì có các pháp sai khác? Đáp như việc Phật biến hóa và người khác biến hóa, tùy đều không thật mà có các hình tượng sai khác, cũng như các thứ thấy trong mộng. Người thấy việc tốt xấu trong mộng có việc sinh mừng, có việc sinh sợ. Nhưng tượng trong gương tùy thật sự không có mà tùy theo hình thật nên tượng có đẹp có xấu, các pháp cũng như vậy. Tuy không mà mỗi mỗi có nhân duyên sai khác như trong đầy Phật tự nói, trong Pháp biến hóa có thanh văn biến hóa, có bích chi Phật biến hóa, có Bồ Tát biến hóa, có Phật biến hóa, có phiền não biến hóa, có nghiệp biến hóa, thế nên hết thảy Pháp đều là biến hóa. Thành phần biến hóa là 37 Pháp trợ đạo, 4 thánh đế cho đến 3 môn giải thoát. Vì sao? Vì người thanh văn chú trong chỉ giới hí định nhiếp tâm mà cầu niết bàn. Quán trong thân ngoài thân bất tịnh gọi là thân niệm xứ Từ các pháp như vậy vì niết bàn nên siêng tinh tấn Pháp ấy vốn không nay có, có rồi lại không Ấy gọi là thanh văn biến hóa Bích trì Phật biến hóa là quán 12 nhân duyên Vì sao? Vì trí tuệ của bích tri Phật sâu hơn trí tuệ của thanh văn Bồ Tát biến hóa là sáu ba la mật với hai thứ thần thông do quả báo được và do tu được Phật biến hóa là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, 10 trí lực, trí nhất thiết trùng, vô lượng Phật Pháp. Phiền não biến hóa là phiền não khởi lên các nghiệp lành, chẳng lành và vô ký. Nghiệp định, nghiệp bất định, nghiệp lành, chẳng lành, bất động, vô lượng các nghiệp. Hỏi, các phiền não là pháp ác, làm sao có thể sinh nghiệp lành và nghiệp bất động? đã có hai nhân, một là nhân gần, hai là nhân xa người có tâm chấp ngã vì muốn thân sau được giàu vui nên tu bố thí ấy là nhân gần vì xa lìa thân bất tịnh sự suy não của cõi dục nên tu thiền định ấy là nhân xa lại có người nói hết thảy phàm phu đều do tâm chấp ngã nên tạo nghiệp có người nói không có việc lìa tâm chấp ngã mà khởi lên thức thứ sáu vì có tâm chấp ngã nên khởi lên thức thứ sáu và tâm chấp ngã tức là căn gốc của phiền não hỏi phiền não là tâm nhiều nhất tâm lành là tâm trong sạch nhớ nhất và trong sạch không hòa hợp được cớ gì nói ở nơi tâm chấp ngã có thể khởi lên nghiệp lành đáp không phải vậy hết thảy tâm đều cùng với sinh tuệ đều cùng sinh với tuệ trong tâm vô mình cũng phải có tuệ tuệ với vô minh trái nhau mà khởi lên trong một tâm sạch và nhơ cũng như vậy phạm phu chưa được thánh đạo thầy làm sao có thể để tâm chấp ngã mà làm việc lành trong phiền não sân vân vân thầy không thể làm lành còn tâm chấp ngã thầy vô ký nhu nhuyến nên trong tâm phiền não sinh khởi nghiệp lành và nghiệp bất động không lỗi nghiệp biến hóa là sinh ra hết thầy quả báo đó là sáu đường quả báo của nghiệp ác là ba đường ác quả báo của nghiệp lành là ba đường lành nghiệp ác có thượng trung và hạ thượng thời đoạn địa ngục trung thời đoạn xúc sinh hạ thời đoạn ngạ quỷ nghiệp lành cũng có thượng trung và hạ thượng thời sinh cõi trời trung thời sinh cõi người hạ thời sinh cõi Atula la nghiệp lành có phân biệt các thứ nặng nhẹ nghiệp ác cũng có phân biệt nặng nhẹ thứ lớp nặng nhẹ như nói ở trong cảnh địa ngục các đạo khác cũng đã nói như trong phẩm phân biệt nghiệp hỏi nếu từ nghiệp mà có thời cớ gì nói biến hóa Đáp người phàm phu thấy các pháp chẳng như biến hóa Còn thánh nhân vì biết rốt giáo không Nên dùng thiền nhãn xem thấy chúng sinh Đều không có đầu cuối khoảng giữa Nhưng người chủ biến hóa Đi đến nơi xa làm việc biến hóa Nghiệp cũng như vậy Từ trong đời quá khứ làm ra thân này Như việc biến hóa có thể làm cho con người sinh lo mừng sợ hãi Người trí thấy đều không có gì thật Mà người ta vọng sinh ra lo mừng thật đáng cười Nghiệp cũng như vậy nên nói nghiệp biến hóa. Hỏi các biến hóa ấy đều do nghiệp làm ra, cớ gì không chỉ nói nghiệp biến hóa mà nói thêm các biến hóa khác. Đáp nghiệp có hai thứ là nghiệp sạch và nghiệp nhơ. Nghiệp sạch là thanh văn biến hóa cho đến Phật biến hóa, nghiệp nhơ là phiền não biến hóa. Lại nữa có hai nghiệp, nghiệp phàm phu và nghiệp thánh nhân. Nghiệp phàm phu là phiền não biến hóa, nghiệp thánh nhân là tu đạo hoàn cho đến Phật. Nên tùy đều là nghiệp biến hóa mà phân biệt nói rộng không lỗi vì vậy tên biết hết thảy pháp không đều như biến hóa tu bồ Đề lại hỏi bạch đức thế tôn các thánh nhân dứt hết phiền não được quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán đạo bích tri phật dứt hết phiền não tập khí các sự dứt ấy đều như biến hóa chăng ý tu bồ Đề là pháp hữu vi hư dối cho nên như biến hóa còn pháp vô vi thật không có làm gì nên không thể như biến hóa thế nên hỏi phật dạy hết thảy pháp hoặc sinh hoặc diệt đều như hóa vì sao vì vốn không nay có nay có sao không dối gạt lòng người ý phật là hết thảy pháp theo nhân duyên sinh đều không có tự tính vì không có tự tính nên rốt giáo không vì rốt giáo không nên đều như biến hóa tu bồ đề tìm thật tướng các pháp ý còn chưa dứt cho nên hỏi phật pháp gì chẳng như biến hóa ý tu bồ đề muốn hỏi rằng có một pháp chắc thật chẳng như biến hóa có thể nương pháp ấy mà tinh tấn chăng phật đáp có nếu pháp không sinh không diệt tức chẳng phải như biến hóa pháp ấy là pháp gì đó là niết bàn không có tướng hư dối pháp ấy không sinh nên không diệt không diệt nên không khiến người ta sinh lo phật phân biệt hết thảy pháp hữu vi xuất giáo không đều như hóa duy chỉ có pháp niết bàn chẳng phải như biến hóa bây giờ tu Bồ Đề bạch phật như phật nói pháp bình đẳng chẳng phải phật làm chẳng phải thanh văn làm Bích chi Phật làm, dù có Phật hay không có Phật, thải các pháp tính vẫn thường trú. Tính không, tính không tức là Niết Bàn. Ý tu Bồ Đà muốn nói rằng, vào sâu bát nhã ba la mật, thoại Niết Bàn cũng không. Ở phẩm trước nơi nơi đã nói, này cớ gì Phật nói chỉ một pháp Niết Bàn chẳng như biến hóa. Thế nên dẫn lời Phật để vấn nạn, thật tướng các pháp tính không thường trú, trừ Phật chỉ vì người, nên dễ nói tính không tức là Niết Bàn nay cớ gì đối với pháp sinh diệt nói riêng niết bàn không có tướng hư dối chẳng như biến hóa phật đáp các pháp bình đẳng thường trú chẳng phải hiển thánh làm nếu hàng bồ tát mới học mà nghe thời sợ hãi thế nên phân biệt nói cái gì sinh diệt thởi như biến hóa cái gì không sinh diệt thởi không như biến hóa hỏi duy chỉ có phật là người không nói quanh co nên tất cả mọi người đều muốn tìm sự thật ở nơi phật Cớ sao nay Phật nói hết thẻ pháp đều không hoặc nói đều chẳng không? Đáp, trong đây Phật tự nói nhân duyên, vì đối với hàng Bồ Tát mới phát tâm nên nói niết bàn chẳng như biến hóa. Hỏi, có thể vì người mà chuyển biến các pháp tướng ư? Đáp, trong đây Phật nói các pháp tính, tính không, thời làm sao chuyển được? Khi Phật mới được thể tướng các pháp ấy, tâm chỉ hướng đến niết bàn tịch diệt. Khi ấy, mười phương chư Phật và chư thiên, thỉnh Phật chớ vào niết bàn mà nên độ thoát cho hết thảy chúng sinh khổ não. Phật liền nhận lời thỉnh chỉ vì độ chúng sinh nên trụ lại. Do vậy nên biết chúng sinh không thể làm lợi ích chúng sinh, nên Phật theo việc vì chúng sinh mà nói. Vì quán thấy các pháp hữu vi hư dối nên nói Niết Bàn là thật, chẳng đổi khác. Hàng Bồ Tát mới phát tâm đám trước Niết Bàn ấy, nhân đó khởi lên phiền não. Vì rất sự đám trước ấy cho Bồ Tát nên nói Niết Bàn như biến hóa. Nếu không có tâm đám trước, thời khi ấy nói Niết Bàn chẳng phải như biến hóa. Lại nữa, có hai đạo là đạo tiểu thừa và đạo đại thừa. Tiểu thừa hí luận cho rằng Niết Bàn là thật. Đại thừa hí luận cho rằng về trí tuệ lanh lợi có thể vào sâu, nên xem xác pháp vân vân đều như Niết Bàn, cho nên hai cách nói đều không có lỗi. Lại hỏi làm thế nào giáo hóa Bồ Tát mới phát tâm khiến biết tính không bình đẳng. Ý hí tu Bồ Đề muốn nói rằng pháp tính không là chỗ hàng phàm phu sợ hãi, Họ nghe nói tính không, không có sở hữu, thở như rơi vào hố sâu, vì sao vì hết thảy những người trước đắc đạo do tâm chấp ngã sâu xa nên sợ hãi pháp không nghĩ rằng phật dạy người xin tu hạnh lành trung quy đi vào chỗ không có sở hữu vì thế nên tu bổ đề hỏi dùng phương tiện gì giáo hóa bồ tát với phát tâm ấy phật dạy các pháp trước có nay không ư ý phật là vì hàng mới phát tâm sợ về sau sẽ không có gì nên nói các pháp trước có nay không ư tu bồ đề tự mình biết rõ các pháp trước tự nó không nay cũng không chỉ vì kẻ mới học bị tâm chấp ngã che lấp mà sinh ra sợ hãi vì trừ cái điên đảo ấy khiến được thật thấy rốt giáo không có lỗi biết thời tướng của các phiền não điên đảo là tính không khi ấy thầy không còn sợ hãi các pháp như vậy nên đem dạy hàng mới phát tâm nếu Bức cho rằng pháp trước có, xong vì do hành đạo nên không mới nên sợ hãi. Còn pháp trước tự nó đã không nên không nên sợ hãi, chỉ vì chứ điên đạo mà thôi. Giải thích phẩm Tát Đà Ba Luân thứ 88 Kinh Phật Bảo Tu Bồ Đà Bồ Tát cầu bát nhã ba la mật nên như Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Bồ Tát ấy hiện ở chỗ Phật đạn lôi âm hành đạo Bồ Tát. Tu Bồ Đà Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Tát Đà, Ba Luân, làm thế nào cầu bát nhã ba la mật? Phật dạy, Bồ Tát, Tát Đà Ba Luân, khi cầu bát nhã ba làm mật không tiếc thân mạng, không cầu danh lợi, ở chỗ núi rừng trống vắng, nghe giữa hư không có tiếng nói rằng, Này ông thiện nam tử, nên đi về phương đông, chớ nghĩ đến mệt nhọc, chớ nghĩ đến ngủ nghỉ, chớ nghĩ đến ăn uống, chớ nghĩ đến ngày đêm. Chớ nghĩ đến lạnh nóng, chớ nghĩ đến trong ngoài, này thiện nam tử, khi đi chớ ngó qua phải trái khi đi chớ hủy hoại tướng thân chớ hủy hoại tướng sắc chớ hủy hoại tướng thọ tưởng hành thức vì sao vì nếu hủy hoại các tướng ấy thầy đối với phật pháp có chướng ngại nếu đối với phật pháp có chướng ngại bèn qua lại trong năm đường sinh tử cũng không thể được bát nhã và làm mật bấy giờ bồ tát tát đà ba luân đáp lại tiếng giữa hư không tôi sẽ theo lời dạy bảo vì sao vì tôi muốn vì hết thảy chúng sinh làm ánh sáng lớn muốn tập hợp hết thảy Phật pháp, muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân lại nghe giữa hư không nói rằng lành thay lành thay thiện nam tử ông đối với không vô tướng vô tác nên sinh tín tâm đem tâm địa tướng mà cầu bát nhã ba la mật để tướng ngã cho đến địa tướng kẻ biết kẻ thấy nên xa lìa ác tri thức nên gần gũi cúng dược thiện tri thức những ai là thiện tri thức là những người nói pháp không vô tướng vô tác không sinh không diệt và chí nhất thiết trùng làm cho người khác và cái vui hoan hỉ tín thọ ấy là thiện tri thức này thiện nam tử nếu ông hành được như vậy thời không bao lâu sẽ nghe được bát nhã ba la mật hoặc nghe từ trong kinh hoặc nghe từ bồ tát nói này thiện nam tử ở chỗ ông được nghe bát nhã ba la mật nên sinh tâm tưởng như phật này thiện nam tử ông nên biết ơn nghĩa rằng từ chỗ được nghe bát nhã ba la mật tức là thiện tri thức của ta ta nhờ nghe pháp ấy nên mau được không thoái chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác gần gũi chư phật thường sinh trong nước có phật xa lìa các nạn được chỗ đầy đủ không có hoạn nạn này thiện nam tử nên suy nghĩ chủ lượng công đức ấy đối với chỗ được nghe pháp nên sinh tầm tưởng như phật này thiện nam tử chớ đem tầm lợi dưỡng thế gian mà đi theo pháp sư chỉ vì tâm yêu pháp cùng kính pháp nên đi theo bồ tát thuyết pháp Bấy giờ nên giác biết việc ma hoặc ác ma làm ra năm dục đem đến cho Bồ Tát Thuyết Pháp giả vờ vì Pháp nên khiến lãnh thọ nếu hút Bồ Tát Thuyết Pháp vào điều Pháp môn chất thật do công đức ấy nên lãnh thọ mà không bị ô nhiễm lại do việc ma nên lãnh thọ năm dục một Vì có sức phương tiện hai Vì khiến chúng sinh gieo trồng căn lành ba Vì muốn đồng sự với chúng sinh ông ở trong ấy chớ sinh tâm ô nhiễm nên khởi tướng thanh tịnh tự nghĩ rằng ta chưa biết âu và câu xá la mà đại sư dùng phương tiện vì độ chúng sinh khiến được phước đức nên lãnh thọ nam dục ấy đối với trí tuệ không chấp trước không ngại không bị dục làm ô nhiễm này thiện nam tử phải quá chân chính thật tướng các pháp Thật tướng các pháp là hết thảy pháp không như không sạch vì sao vì hết thảy pháp tự tính không không có chúng sinh không có nhân không có ngã hết thảy pháp như viễn như mộc như tiếng vang như ảnh như sóng nắng, như hóa này thiện nam tử, quán thật tướng các pháp ấy rồi. Nên theo pháp sư, ông không bao lâu sẽ thành tựu được bát nhã ba la mật. Lại nữa, này thiện nam tử, ông lại nên giác biết việc mà. Nếu Bồ Tát thuyết pháp thấy người muốn lãnh thọ bát nhã ba la mật, mà không để ý đến thầy ông không nên khỏi xích oán thận. Ông chỉ nên vì pháp, nên cung kính, chờ hứ khỏi tâm nhàm chán giải đãi. Thường nên đi theo pháp sư, luận phẩm trên hỏi đối với Bồ Tát mới phát tâm làm thế nào dạy tính không? Vì pháp tính rốt không, rốt giáo không, không có sở hữu, khó hiểu, khó biết. Phật đáp bằng cách hỏi ngược lại, pháp trước có nay không ư, ý Phật muốn nói rằng, pháp tính không chẳng phải có được khó hiểu, vì sao? Vì xưa nay thường không, lại không có cái mới khác, cớ gì tâm ông sợ hãi cho rằng khó được, pháp tính không ấy tùy sâu xa, mà Bồ Tát chỉ có thể nhất tâm riêng tinh tấn không tiếc thân mạng, đem nhất tâm cầu như vậy đèn có thể được. Trong đây, nếu việc đời trước của Bồ Tát tát đã ba luân để làm chứng, Phật Pháp có 12 bộ loại kinh, hoặc có người nhân khế kinh phúng tụng, kinh bản sinh mà được độ, này Phật đem kinh bản sinh để làm chứng. Như có người nghe nghĩ rằng người kia có thể được, thầy ta cũng có thể được, vì thế mà nêu nhân duyên đời trước của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân để làm chứng. Phật bảo tu Bồ Đà, Bồ Tát cầu bát nhã ba la mật nên như Tát Đà Ba Luân. Hỏi nếu bát nhã ba la mật rốt giáo không, không có tướng, thời hành thiền định còn khó được, huống nữa là yêu sầu khóc lóc, tán tâm tìm cầu mà có thể được. Đáp vì Bồ Tát mới phát tâm nên dẫn nói Tát Đà Ba Luân. Hỏi, nếu Tát Đà Ba Luân là Bồ Tát mới phát tâm, thời mười phương chư Phật làm thế nào hiện ở trước người đó khiến được các tam muội không tiếc thân và thấy hít đàm vô kiệt? Lại, được vô lượng vô số tam muội cứ sao gọi là mới phát tâm? Đác Bồ Tát mới học có hai hạ, một là tâm đắm trước lớn cái vui thế gian, phát tâm mềm yếu, hai là phát tâm sâu xa, không đắm trước thế gian, phát tâm mềm yếu, thầy Phật không cho là phát tâm, phát tâm sâu xa mới gọi là phát tâm. Như trong Pháp Thanh Văn, Phật nói với hai tỷ kheo, ở trong Pháp ta, cho đến không có chút noãn Pháp như mảy lông. Phật xem noãn Pháp là rất nhỏ, Người phàm phu xem cho là lớn, thế như vị quốc vương thấy một tấm vải không cho là nhiều, còn người nghèo thấy thời cho là nhiều. Vì nhất tâm không tiếc thân mạng, nên nêu tát đà ba luân làm chứng. Hỏi nếu Bồ Tát tát đà ba luân có thể khổ hạnh được như vậy, từ nơi đàm vô kiệt được các tam muội sẽ làm Phật, cớ gì này còn ở chỗ Phật đại lôi âm tu hạnh Bồ Tát? Đắc Phật Pháp vô lượng vô biên, nếu trải qua ngàn vạn vô số kiếp xem tu khổ hạnh, còn không thể được uống nữa là tát đá bao luân một đời khổ hạnh. Lại có Bồ Tát đầy đủ đạo Bồ Tát, mười lực bốn điều không sợ, vân vân Vì chúng sinh nên trú ở thế gian, chưa thủ chứng thật tế, vì như Bồ Tát văn thủ sư lợi, vân vân Tát đá bao luân hoặc có thể như vậy nên chưa làm Phật tàng muội của Bồ Tát nhiều như số vi trần trong mười phương các cõi nước mà tát đà ba luân mới được sáu vạn tàng muội thời đâu đủ cho là nhiều Phật đại lôi âm như dòng chúa lớn sắp muốn mưa nên làm chấn động sớm xét, chim sẻ côn trùng nhỏ thầy đều sợ hãi Phật ấy khi mới chuyển pháp luân mười phương chúng sinh đều phát tâm ngoại đạo tà kiến đều sợ hãi nhiếp phục nên người trời và chúng sinh xưng gọi Phật là đại lôi âm Phật ấy này đang ở trong hiện tại. Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát Tát Bà, Tát Đà Ba Luân, làm thế nào cầu bát nhã ba la mật? Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, chưa được bất thoái chuyển, cứ sao gọi là Bồ Tát Ma Tát? Đáp, vì có đại tâm lớn nên tùy nhỏ mà cũng gọi là đại. Vì người kia tuy chưa được trí tuệ chân thật mà có thể nhờ nghĩ sâu bát nhã ba la mật. Do không tiếc thân mạng nên có công đức lớn cũng gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hỏi sao gọi là tát đà ba luân tát đà nghĩa là thường ba luân nghĩa là khóc đó là tên do cha mẹ đặt hay là tên theo nhân duyên nào đáp có người nói do vị ấy khi nhỏ ưa khóc nên tên là thường khóc có người nói bồ tát ấy thực hành tâm đại bi nhu nhuyến nên thế chúng sinh ở trong đời ác nghèo cùng già chết yêu khổ mà thường khóc vì thế nên mọi người gọi là tát đà ba luân có người nói bồ tát ấy vì cầu phật đạo xa lìa mọi người ở chỗ trống vắng tâm cầu xa lìa nhất tâm suy nghĩ chủ lượng xin cầu phật đạo đời bấy giờ không có phật bồ tát ấy thực hành tâm tử bi vì có ít nhân duyên nên sinh vào đời không có phật vì ấy có tâm bi đối với chúng sinh muốn siêng năng không dứt nên ở chỗ rừng núi trống vắng vì ấy nhờ nhân duyên đời trước và đẻ nay nhất tâm có ước muốn lớn sức tình tấn lớn do hai nhân duyên ấy nên nghe trong hư không có tiếng dạy bảo không bao lâu liền dứt tâm lại nghĩ rằng tại sao ta không hỏi do nhân duyên ấy nên yêu sầu khóc lóc bảy ngày bảy đêm nhân vì thế mà trời dòng quỷ thần gọi là thường khóc, như phật đáp tù bồ đề Đời quá khứ có Bồ Tát Tát đả Ba Luân không tiếc thân mạng, không tham tài lợi. Khi cậu bát nhã ở rừng đồi trống vắng nghe có tiếng giữa hư không, hỏi tiếng giữa hư không là tiếng gì? Đáp hoặc chư Phật Bồ Tát chư Thiên Long Vương. Vì thương xót chúng sinh nên thấy người ấy không đắm trước thế gian nhất tâm cầu Phật Đạo. Xong vì lúc đó không có Phật Pháp nên chư Phật muốn làm nhân duyên mở bày cho người kia được bát nhã nên giữa hư không phát ra âm thanh có người nói tát đà ba luân là người có nhân duyên lành đời trước ở trong rừng làm quỷ thần thấy người kia sầu khổ vì người là nhân duyên đời trước lại quỷ thần ấy cũng cầu Phật đạo do hai nhân duyên ấy nên phát ra âm thanh như bà La môn mật bát vì tu đạt đa mà đi đến thành Vương xá khi đến nhà vị đại trưởng già hỏi vợ cho con mật bát ở giữa chúng lớn bà La môn ở thành Vương xá vì ăn uống có độ xỉn bụng mà chết nên sinh làm quỷ thần ở trên cửa thành vương xá tu đạt đa nghe bà la môn ấy đã chết nên tự mình đi đến nhà vị trưởng giả ở lại vị trưởng giả cuối đêm thức dậy sắm đủ thức ăn uống tu đạt đa hỏi úc có việc gì vậy vì muốn cưới vợ gà chồng cho con hoặc muốn mời đại quốc vương hay vì chảy hội cứ sao sửa soạn gấp rút như vậy trưởng giả đáp tôi muốn thỉnh phật và chúng tăng Tu đạt nghe tên Phật thời kinh hãi, mừng rỡ đến dựng lông. Trưởng già trước đã được giấu đạo, bèn nói rộng công đức cho tu đạt nghe. Tu đạt đa nghe xong, ưa vui tổ độ, nên rất muốn thấy Phật. Do tâm nhớ nghĩ Phật mà đêm ít ngủ. Vì tâm nhớ nghĩ Phật trí thiết nên dây lát thức dậy. Giữa đêm thấy trăng sáng, cho là mặt trời mọc liền đứng dậy đi đến cửa. Thấy cửa an toàn đã mở, Cửa thành vương xá, đầu đêm chưa đóng vì khách đến, cuối đêm mở sớm vì khách đi, đã thấy cửa mở liền đi thẳng đến chỗ Phật. Lúc ấy Phật đang ở giữa rừng lạnh, khi đang đi giữa đường, thời trăng lặng, trời trở lại tối. Tầm tù đạt hối hận do dự muốn vào thành trở lại, bấy giờ thần mật bát phóng ánh sáng nơi thân chiếu khắp khu rừng vắng bảo. Này cư sĩ, cư sĩ chớ sợ hãi, cứ đi, đừng trở lại, đi thời được lợi ích lớn như trong kinh này nói rộng tu đạt đa thấy phật thời chứng được quả tu Đạt hoàn thỉnh phật và tỷ khao tăng đến nước xá vệ suốt đời cúng dường phật sai xá lợi phất làm thấy tu đạt đa ở tại nước xá vệ dựng tinh xá như vị thần trí thức của Tu đạt chỉ đường thiện trí thức của tát đà ba luân cũng chỉ đường như vậy thế nên thấy người kia sầu khổ mà chỉ đường nói rằng này thiện nam tử ông từ đây đi về phương đông trong khi đi chớ nghĩ đến mỏi mệt vân vân hỏi mỏi mệt đói khát lửa đến bước thân vì sao không nghĩ đến đã vì sức muốn tinh tấn nên nhất tâm ưa vui phật đạo mà không tiếc thân mạng những việc nghỉ ngơi ăn uống đều là giúp cho thân việc ấy tùy đến mà không làm loạn tâm vì đều vô thường hư vọng không thật như giặc như oán chỉ là vui cho thân nên đầu đủ để nghĩ đến nên chớ vì đói khát mệt nhọc mà bỏ Phật đạo. Chớ nghĩ đến ngày đêm là chớ nghĩ đến ngày đêm tu hành. Ngày tu hành đêm phải nghỉ ngơi, thật ra không có ngày đêm, vì cớ sao vì mặt trời bị bóng núi tu di che khuất nên gọi là đêm. Chớ nghĩ đến trong ngoài là chúng sinh phần nhiều đám trước pháp bên trong, pháp bên trong là thân, pháp bên ngoài là năm dục, pháp trong ngoài không nhất định vì tính không nên không nên đóng trước. Chớ xem phải trái là do tâm tả vậy mà hành đạo nên mới xem phải xem trái. Hành giả không có việc gì phải xem đuôi sau. Còn trước mặt trời không thể không xem nên chỉ nói chớ xem phải trái. Lại nữa, ma thường làm loạn và mê hoặc hành giả. Hoặc hiện các hình tướng hiện sắc đẹp, hiện làm thú dữ ở hai bên phải trái cho nên chớ xem. Đây đều là năn dứt tâm niệm thổ động chớ hủy hoại tướng thân và tướng sắc là nằm uẩn hòa hợp nên giả gọi là thân. Nếu nói nhất định có tiếng có thân ấy riêng thải là phá hoại thân tướng, nếu đóng pháp không có thân cũng là hủy hoại thân tướng, lìa tướng một khác có không ấy mà thực hành trúc đạo thầy mau được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Vì thế nên nói chớ hủy hoại tướng thân. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, nếu hủy hoại các tướng ấy, thầy đối với Phật Pháp có chướng ngại, phật pháp có chướng ngại là phải quan lại trong năm đường sinh tử không thể được bát nhã bà làm mật tát đà ba luân đáp lại tiếng giữa hư không mà tự nói nhân duyên tát đà ba luân thấy hết thảy chúng sinh đã trong chỗ vô mình tầm tối ta muốn vì họ thắp ánh sáng trí tuệ hết thảy chúng sinh có hết thảy phiền não ta muốn thiết lập hết thảy thứ thuốc phật pháp vì hết thảy chúng sinh đều đọa vào đường tà nên ta cầu đạo vô thượng bà thệ nguyện ấy khi được bát nhã ba la mật thầy có thể đầy đủ thế nên nói là thọ giáo hỏi tát đà ba luân không thấy hình tướng người kia chỉ nghe âm thanh người kia cớ sao lại nói là thọ giáo đáp như người tìm việc gấp nên nghe tiếng liền cảm ứng tát đà ba luân cũng như vậy lại nữa nghe người kia nói lý lẽ hay ho thời biết người kia cũng hay ho nên không cần mắt thấy như trong chỗ tối tăm có các chúng sinh mắt tuy không trông thấy mà nghe tiếng nói cũng biết nó loại gì. Bây giờ tiếng giữa hư không lại tán thán rằng lành thay, người đó tuy không thấy hình tướng mà có thể tín thọ lời nói để thực hành. Lại người đó muốn độ hết thảy chúng sinh nên có vô thượng tránh đẳng tránh giác, tâm không biếng nhác dừng nghỉ. Có các nhân duyên như vậy nên tán thán lành thay. Đối với bà một giải thoát nên sinh tín tâm là bà một ấy là cửa vào thật tướng các pháp, lìa ba môn ấy đều là hư dối, không có trần thật. Người tuy chưa được, mà nhờ sinh tín căn tín lực lớn, vì tín căn tín lực nên dần dần đầy đủ các căn. Đem tầm lìa tướng mà cầu bát nhã ba la mật là quán các pháp rốt giáo không, lìa tướng chúng sinh, lìa tướng pháp. Hỏi ba môn giải thoát, thủ nhiếp vào hết trong bát nhã trăng. Nếu thủ nhiếp, thầy cớ gì lại nói riêng? Nếu không thủ nhiếp, thời cớ gì nói hết thảy pháp trợ đạo đều thu nhiếp trong bát nhã đáp hết thảy pháp đều vào trong bát nhã con người đều vì sợ khổ nên cầu giải thoát cho nên đối với hy phần bát nhã trước tiên nói ba môn giải thoát do nhân duyên gì được giải thoát ấy do lìa hai bên là tướng chúng sinh và tướng pháp mà hành bát nhã ba la mật hỏi trước tiên dạy tinh tấn sau dạy ba môn giải thoát và bát nhã này lại muốn vì việc gì nữa nên dạy gần gũi thiện tri thức Đáp tuy có pháp tốt lành song nếu không ai dạy Thầy tuy có thực hành mà sai lầm nhiều Thế như tuy có thuốc tốt Mà cũng cần có thầy thuốc giỏi Lại tác đà ba luân là Bồ Tát mới phát tâm Mà bát nhã ba la mật rất sâu xa làm sao chỉ nghe giữa hư không dạy sơ được mà có thể đầy đủ được Nên dạy rằng phải thân cận thiện tri thức Ý nghĩa thiện tri thức như trước đã nói Này lược nói hai tướng thiện tri thức một là dạy nhất tâm hướng đến nhất thiết trí hai là dạy pháp bát nhã ba la mật không vô tướng vô tác không sinh không diệt vân vân nếu dạy được như vậy thầy không bao lâu được bát nhã ba la mật như thầy thuốc vì người bệnh nói cách uống thuốc ông có thể uống đúng cách thời bệnh mau lành hoặc nghe từ trong kinh từ bồ tát nói là khiến tát đà ba luân đi đến chỗ bồ tát đàm vô kiệt ở đó hai nơi có bát nhã một là quyển sách vàng ở trên đài báu, hai là Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nói, nếu người có nhiều phước đức thầy nghe từ Đàm Vô Kiệt, người có phước đức ít thầy nghe từ quyển kinh. Đối với thầy sinh tâm tưởng như Phật, vì là nhân duyên dạy cho Phật đạo, kẻ tiểu nhân khi thế gian, ở thế gian khi được việc rồi thời quên mất ơn nghĩa, nghĩ rằng, như người cưỡi thuyền qua sông đến bờ kia rồi cần gì chiếc bè, vì thế nên nói, ông nên biết ơn, nên nghĩ rằng, từ người đó ta nghe được bát nhã tức là thiện tri thức của ta trong tất cả lợi ích. Lợi ích của bát nhã là hơn hết. Thực hành bát nhã ấy mau được vô thượng tránh đẳng tránh giác không thoái chuyển. Lại nhân thực hành bát nhã nên gần gũi chư Phật. Thường sinh trong nước có Phật xa lìa chỗ tám nạn được gặp. Phật ở đời, Bồ Tát nên nghĩ rằng ta được các công đức như vậy đều từ bát nhã, mà bát nhã ba la mật từ nơi thầy mà có được vì thế nên xem thầy như Phật. Có người nói được bát nhã ba la mật, thầy có phước đức lớn, nhiều thiện tri thức, được nhiều cúng dường. Đệ tử lúc đầu vì bát nhã nên theo thầy, nhưng sau dần dần vì cúng dường, lợi dưỡng, vì thế nên nói chứ vì lợi dưỡng thế gian đi theo thầy. Hỏi, vì cớ gì không chỉ nói thân cận thiện tri thức mà còn nói các nhân duyên ấy? Đáp, có người đã được thiện tri thức mà không được vừa ý trở lại thành oán thù nên bị đọa vào địa ngục, lại hủy bán nhau. Duy chỉ có Phật mới không có các lỗi lầm. Còn những người khác ai có thể không có lỗi lầm. Đệ tử thấy lỗi của Thầy, hoặc thật hoặc hư, tâm người đó tự bại hoại không còn được lợi ích của Pháp. Thế nên tiếng nói nói giữa hư không dạy rằng nếu thấy lỗi thầy trước khởi tâm hiểm hận mà nên nghĩ rằng phước đức đời trước của ta không đầy đủ nên không được gặp Phật. Này gặp vị thầy thực hành hỗn tạp ấy, ta không nên nghĩ đến tội lỗi của người đó để rồi ngăn mất bát nhã của mình. Tội lỗi của thầy không dính gì ta, ta chỉ theo thầy thọ học bát nhã ba la mật. Ý như đẩy ra chó đựng vật báu, không nên vì ra mà bỏ vật báu, nhưng người tội cầm đuốc soi đường, không thể vì người tội mà không chịu ánh sáng ấy để tự rơi vào hầm hố. Lại như đi xa có kẻ tiểu nhân dẫn đường, không thể vì người nhỏ nên không theo lời họ, có hơn các nhân duyên như vậy nên không nên xa địa thầy. Thầy nếu thật có tội còn không nên xa lìa hướng nữa trong đây do ma biến trá khiến người thuyết pháp đắm năm dục thâm diệu khiến đệ tử không nhiễm trước pháp. Người thuyết pháp vì phương tiện nên thị hiện lãnh thọ cúng dường. Phương tiện là muốn làm nhân duyên cho chúng sinh giao phước cũng vì lấy đồng sự nhiếp mà nhiếp hóa chúng sinh. Lại có các Bồ Tát vì thông đạt thật tướng các pháp nên không bị chướng ngại, không có tội lỗi. Tuy có tội lỗi cũng không trở ngại. Như người tuổi trẻ sức mạnh, lửa nóng trong bụng Tuy không thích ăn uống mà không sinh bệnh Lại như có thuốc tốt tuy bị chất độc mà không thể làm hạ Có các nhân duyên như vậy nên chớ khỏi tâm hiểm hận mà mất bát nhã của mình Như trong kinh này nói Lại có người thuyết pháp chỉ giới thanh tịnh xa lìa nam dục, hiểu nhiều biết nhiều Có tiếng tăm tốt, vai đức tôn trọng Đệ tử thọ phát mà không đoán nghĩ đến lợi lộc của đệ tử Nơi đó ông chớ sinh oán hận mà nên nghĩ rằng vì tội ta đời trước nên nay làm tiểu nhân thầy không khinh ta mà ta tự vô phước nên không được gần gũi lại ta ở chỗ thầy nên phá tâm kiêu mạn tâm vì loại cầu pháp có các hạng thầy như vậy bồ tát vì cầu bát nhã ba la mật nên chỉ nhất tâm cung kính không nghĩ đến chỗ hay dở của thầy nếu nhẫn nhục được như vậy đối với thầy nhất tâm không khỏi tâm thêm bớt thầy ông ở chỗ thầy được nhiều diệu pháp như đồ vật hoàn hảo bền chắc đựng gì cũng không lọt mất tát đà ba luân nghe tiếng nói giữa hư không xong từ đó đi về phương đông như trong kinh này nói rộng hết cuốn 96 theo bản hán cuốn 97. kinh bấy giờ bồ tát tát đà ba luân lãnh thọ lời dạy giữa hư không xong từ đây đi về phương đông đi không bao lâu lại nghĩ rằng tại sao ta không hỏi tiếng nói giữa hư không ta sẽ đi đến chỗ nào? Sẽ đi xa hay gần? Sẽ theo ai nghe bát nhã ba la mật? Khi ấy liền đứng lại khóc lóc yêu sầu nghĩ rằng ta đứng nơi đây quá một ngày một đêm hoặc hai ba bốn năm sáu bảy ngày bảy đêm không nghĩ đến mỏi mệt cho đến không nghĩ đến đói khát lạnh nóng không có nhân duyên nghe lãnh thọ bát nhã ba la mật thầy không bao giờ cất bước thí như người có một đứa con chết đột ngột yêu sầu khổ sở chỉ ôm lòng áo não không nghĩ đến việc gì khác như vậy bồ tát tát đà ba luân lúc bấy giờ không có tâm pháp chỉ nghĩ đến ta lúc nào sẽ được nghe bát nhã ba la mật tại sao ta không hỏi âm thanh giữa hư không ta nên đi đến chỗ nào sẽ đi xa hay gần sẽ theo ai nghe bát nhã ba la mật này tu bồ đà khi tát đà ba luân yêu sầu nghĩ tưởng như vậy giữa hư không có phật nói với tát đà ba luân rằng lành thay lành thay thiện nam tử Chư Phật quá khứ khi hành đạo Bồ Tát Cầu Bát Nhã Ba La Mật cũng như ngươi ngày nay. Còn do sự siêng năng tinh tấn ưa vui pháp nên từ đây đi về phương đông cách đây 500 do tuần có thành gọi là Chúng Hương, thành kia có 7 lớp bảy báu trang nghiêm, đền đài quán xá lan can đều trang sức bằng bảy báu ao bảy báu, hàng cây bảy báu bao quanh bảy lớp, thành ấy ngang dọc 12 do tuần, giàu vui yên tịnh nhân dân thịnh vượng trăm làng chợ đường ngõ tương đương đẹp đẽ như tranh vẽ, cầu đỏ như đất, rộng rãi thanh tịnh. Trên bài lớp thành đều có lầu đài bể báu, cây báu thành hàng, cành lá bằng vàng dòng bạc trắng, xa cờ mã não, san hô hổ phách, lưu ly pha lê ngọc báu sắc hồng. Dây báu răng hàng lấy linh bằng vàng trồng lên trên thành, gió thổi tiếng linh, âm thanh hỏa nhã làm vui chúng sinh, giống như khéo làm năm thứ nhạc rất vui thích lưới vàng linh báu có âm thanh như vậy bốn phía thành kia có ao nước chảy trong sạch lạnh ấm tùy theo sở thích giữa ao có thuyền trang sức bằng bảy báu do nghiệp đời trước gây dựng chúng sinh cưỡi trên thuyền báu ấy vui chơi thích thú trong ao nước có các hoa sen xanh vàng đỏ trắng sen lộn các hoa đẹp trải khắp trên mặt nước các hoa có được trong thế giới ba ngàn đại thiên đều ở trong đây. Bốn phía thành kia có 500 vườn, quán có bể báo trang nghiêm rất đáng ưa thích. Trong mỗi mỗi vườn đều có 500 ao, mỗi ao ngang dọc 10 dặm đều do bể báu làm thành, trang nghiêm đủ màu sắc. Trong ao nước cũng có hoa sen xanh vàng đỏ trắng trải khắp trên nước. Các hoa sen ấy lớn như bánh xe, hoa màu xanh ánh sáng xanh, hoa màu vàng ánh sáng vàng, hoa màu đỏ ánh sáng đỏ, hoa màu trắng ánh sáng trắng, chim kiều nhạn, hoàng ương, các loài chim khác ở trong ao nước phát âm thanh hòa hợp. Các vườn quán ấy không thuộc của ai mà là do nghiệp đời trước của chúng sinh làm nên. Do nhân duyên đêm dài, tin vui pháp thâm diệu mà hành bát nhã ba la mật nên thọ hưởng quả báo ấy. Này thiện nam tử, trong thành chúng hương ấy có đài cao lớn cung điện của Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở trên đó. Cung điện kia ngang dọc một do tuần, đều trang sức bằng bảy báu với nhiều màu sắc trang nghiêm rất đáng ưa vui. Tường phách bảy tầng đều bằng bảy báu, lan can bảy lớp, lầu gác bảy báu, áo báu bảy lớp cũng đều bằng bảy báu, ao sâu bao quanh vườn, bảy báu trùng điệp, hàng cây bảy lớp, cành lá bảy báu bảy lớp bao quanh trong công điện kia có bốn loại vườn vui thích một là thường vui hai là điệu buồn ba là tô điểm bằng hoa bốn là tô điểm bằng hương trong mỗi mỗi vườn đều có các ao một là hiền hai là hiền hơn ba là vui vẻ bốn là vui vẻ hơn năm là yên ổn sáu là yên ổn hơn bảy là xa lìa tám là không thoái chuyển bốn phía các ao mỗi mặt đều có một thứ báu bằng vàng ròng bạc trắng, lưu ly, đi, pha lê, văn quý, làng đáy ao, bên trên dài cát vàng. Cạnh mỗi mối ao có thèm tám bậc, trang sức bằng các thứ báu vi diệu. Giữa các bậc thềm có hàng cây chuối màu vàng riêng phủ đẻ. Trong tất cả các ao, các thứ hoa sen xanh vàng đỏ trắng trải khắp trên mặt nước. Bốn phía các ao xinh cây hoa đẹp, gió thổi các hoa rơi vào ao nước. Ao kia thành tựu tám công đức, hương thơm như trên đàn, màu sắc mùi vị đầy đủ, nhẹ và mềm mại. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt với 6 vạn 8 ngàn kỹ nữ, nam dục đầy đủ, cùng nhau vui thích và nam nữ trong thành đều vào trong các vườn, thường vui, lìa lo, vân vân Trong các ao hiền, hiền hơn, vân vân có nam dục đầy đủ, cùng nhau vui thích. Này thiện nam tử, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt với các thể nữ dưỡng chơi vui thích rồi mỗi ngày ba buổi nói bát nhã ba la mật trai gái lớn nhỏ trong thành chúng hương nơi có nhiều người nhóm họp trải tòa pháp lớn bốn chân tòa kia hoặc bằng vàng ròng hoặc bạc bằng, bằng trắng bằng lưu ly li, pha lê trải nẹp the đủ các màu sắc treo các dây mà lấy lụa trắng trải lên trên đó giải các thứ hoa thơm tòa cao năm dặm rong chướng ngọc trắng bốn phía đất kia giải hoa năm màu đốt các hương thơm nổi tiếng dưới hương bồi trên đất để cung kính cúng dường bát nhã ba la mật bồ tát đàm vô kiệt ở trên tòa ấy nói bát nhã ba la mật những người kia cung kính cúng dường đàm vô kiệt như vậy là vì muốn nghe bát nhã ba la mật trong ngàn vạn chúng nơi đại hội ấy gồm chư thiên người đài tập họp một chỗ trong đó có người nghe, có người lãnh thọ, có người nắm giữ, có người đọc tụng, có người viết chép, có người nhớ nghĩ đúng, có người thực hành như kinh nói. Khi ấy chúng sinh do nhân duyên đó đều không bị đoạn vào ác đạo, không thoái chuyển đối với vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này con, thiện nam tử, hãy đi đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ nghe bát nhã ba la mật. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đời đời là thiện trí thức của con, có thể dạy cho con vô thượng tránh đẳng tránh giác, chỉ bài dạy bảo làm lợi ích vui mừng. Bồ Tát Đàm Vô Kiệt xưa kia khi cầu bát nhã ba la mật cũng như con ngày nay vậy, còn đi chớ cả ngày đêm, chớ sinh tâm chướng ngại, không bao lâu còn sẽ được nghe bát nhã ba la mật. Bây giờ Tát đám ba luân tầm hoàn hỷ vui vẻ nghĩ rằng lúc nào ta sẽ được gặp thiện nam tử ấy được nghe bát nhã ba la mật. Tí như có người bị trúng tên độc Bèn không nghĩ gì khác Chỉ nghĩ lúc nào sẽ gặp được thầy thuốc giỏi Nhổ tên độc ra trừ khổ cho ta Như vậy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân Không có nghĩ gì khác Chỉ ước nguyện rằng Khi nào ta sẽ được gặp Bồ Tát Đáng Vô Kiệt Để ta được nghe bát nhã ba la mật Ta nghe bát nhã ba la mật ấy Mà dứt các tâm sở hữu Khi ấy Tát Đà Ba Luân Từ chỗ đang ở Nghĩ đến Bồ Tát đàm Vô Kiệt Đối với hết thầy Pháp Được thấy biết không chứa ngại địa điểm vô lượng tam môn tam muội hiện ra trước mắt đó là môn tam muội quán các pháp tính môn tam muội các pháp tính không thể có được môn tam muội phá vô minh đối với các pháp môn tam muội các pháp không khác môn tam muội các pháp không hư hoại tự tại môn tam muội các pháp hay chiếu sáng môn tam muội các pháp địa tối môn tam muội các pháp không có tương tục khác môn tam muội các pháp không thể có được môn tam muội giải hòa các pháp vô ngã môn tam muội uy thế như huyễn môn tam muội như tượng trong gương môn tam muội được biết ngôn ngữ hết thảy chúng sinh môn tam muội hết thảy chúng sinh hoan hỷ, môn tam muội vào phân biệt âm thanh môn tam muội được mỗi mỗi ngôn ngữ tự cú trang nghiêm môn tam muội không sợ môn tam muội tính thường im lặng môn tam muội được giải thoát không ngại môn tam muội lìa trần cấu môn tam muội lìa danh tự ngữ cú trang nghiêm một tàm muội thấy các pháp, một tàm muội các pháp không có ngại gì một tàm muội như hư không một tàm muội như kim cương một tàm muội không sợ nhiễm đắm sắc một tàm muội được thắng một tàm muội chuyển mắt một tàm muội rốt giá pháp tính một tàm muội hay cho yên ổn một tàm muội sự tử sống một tàm muội hơn hết thảy chúng sinh một tàm muội hòa trang nghiêm một tàm muội rất nghi một tàm muội theo hết thảy kiên cố một tàm muội xuất sinh các pháp được sức thần thông không sợ Bồn tạm muội có thể thông đạt các pháp Bồn tạm muội các pháp tài ấn Bồn tạm muội các pháp không có phân biệt thấy Bồn tạm muội lìa các kiến chất Bồn tạm muội lìa hết thảy tối tâm Bồn tạm muội lìa hết thảy tướng Bồn tạm muội giải thoát hết thảy nhiễm trước Bồn tạm muội trừ hết thảy giải đái Bồn tạm muội được pháp sâu xa vi diệu sáng tỏ Bồn tạm muội không thể cướp đạt Bồn tạm muội phá ma Bồn tạm muội không đám trước ba cõi môn tam muội khởi lên ánh sáng, môn tam muội thấy chư phật vân vân như vậy, tát Đà ba luân ở trong các môn tam muội ấy liền thấy mười phương vô lượng vô số chư phật vì các hạng bồ tát nói bát nhã ba la mật luận hỏi tát Đà ba luân vì cớ gì quên không hỏi âm thanh giữa hư không Đáp, tát Đà ba luân vì việc quá hoan hỷ che tâm nên quên Nhưng người quá yêu sầu quá hoan hỷ do hai việc ấy nên quên hỏi âm thanh giữa hư không đã diệt cớ gì ở đó bảy ngày mà không trở lại tìm chỗ để hỏi đáp như xưa ở chỗ trống vắng vì nhất tâm của bát nhã ba la mật nên giữa hư không có tiếng này cũng muốn nhất tâm như xưa mong trở lại nghe tiếng để rất nghi ngờ lại nữa tất đả ba luân đã bỏ cái vui thế gian vào sâu phật đạo tầm ưa thích đến cùng tột ẩm thanh giữa hư không tuyên bảo mở bảy cho chút ít rốt cuộc chưa dứt được nghi thải âm thanh kia liền dứt như trẻ con được chút ít vị ngon, vị ưa đắm vị, nên, nên lại khóc lóc muốn được nữa. Tát Đà Ba Luân cũng như vậy, được nhân duyên mùi vị của bát nhã Ba La Mật, mà không thể thông đạt nên chẳng biết đi đâu, thế nên chú lại mà khóc lóc. Hỏi, cớ gì cho đến 7 ngày thân Phật mới hiện? Đáp, thế như người quá khát mới biết nước ngon, hoặc hai ngày ba ngày tinh tấn, ham muốn chưa sâu, nếu có bảy ngày sợ người kia yêu sầu chướng ngại tâm không còn chịu cầu đạo nên bảy ngày yêu sầu như thí dụ trong kinh đây nói hỏi cớ gì tắt đà ba luân yêu sầu đến thế như có đứa con yêu quý chết đáp bát nhã ba la mật là đệ nhất thật giữa các pháp là pháp bảo chân thật của mười phương chư phật tắt đà ba luân được chút ít ý vị nên chưa đủ vì chưa đủ nên yêu sầu như đứa con yêu quý chết nghĩ rằng khi nó khôn lớn có nhiều việc thành đạt thời trông mong nhờ vào sức nó. Bồ Tát cũng như vậy, nghĩ đến tăng ích sức bát nhã ba la mật được không thoái chuyển rồi, thấy thành tựu việc Phật như còn đối với cha hiếu hạnh suốt đời. Không có tầm đổi khác, bát nhã ba la mật đối với Bồ Tát cũng như vậy. Nếu có thể được vào cho đến thành Phật chọn không xa lìa, như cha thấy con tâm điển vui vẻ. Bồ Tát tuy được mỗi mỗi pháp cũng không hoan hỉ như thấy được bát nhã ba la mật như đứa con giả có tên đó bát nhã ba la mật cũng như vậy không không nhất định thật có chỉ có tên giả như vậy là nhân duyên tướng chung cha tuy yêu con song không thể đem đầu mắt cho nó bồ tát vì bát nhã ba la mật nên trong vô lượng đời đem đầu mắt tùy não thí cho chúng sinh có đối với cha hoặc có khi không thể báo ân hoặc có thể báo ân ngay cả có thể làm đậy nhỏ trong hiện tại như cung cấp cơm áo hoan lạc vân vân còn Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật không điều gì không làm được, cho đến hết thảy trí tuệ, huống gì thế lực của Bồ Tát và sự giàu vui thế gian. Còn báo ân cha, thời ân cùng cực chỉ một đời, còn sự lợi ích của bát nhã đến vô lượng đời, cho đến khi thành Phật. Con đối với cha hoặc tốt hoặc xấu, còn bát nhã ba la mật không điều gì không tốt, còn chỉ là tên giả hư dối không thật, còn bát nhã ba la mật là thánh pháp chân thật không có hư dối. Sự báo ân của con, tuy đem lại cái vui nhỏ hiện tại, song có vô lượng cái yêu sầu khổ não, còn bát nhã ba la mật chỉ đưa đến cái vui chân thật hoan hỷ, cho đến cái vui thành Phật. Con chỉ có thể cùng dưỡng lợi ích cho cha, không thể cứu cha khỏi sinh giả bệnh chết. Còn bát nhã ba la mật khiến Bồ Tát rốt giáo thanh tịnh không còn giả bệnh chết, còn chỉ có thể làm cho cha được tự tại trong cái vui thế gian. Còn bát nhã ba la mật có thể làm cho Bồ Tát làm chủ hết thảy thế gian trời người. Có các nhân duyên và thí dụ sai khác như vậy. Người đời biết việc yêu sầu vì con chết nên lấy đó làm ví dụ. Hỏi, Phật hiện ra giữa hư không là Phật nào? Cớ sao trước chỉ có âm thanh mà nay hiện thân? Phật đã hiện thân, cớ sao không đổ? liền mà bảo đi đến chỗ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Đáp chẳng phải chân Phật, chỉ là ảnh tượng hiện ra, hoặc Phật khiến hóa Phật, hoặc Đại Bồ Tát hiện làm Phật. Vì phước đức thiện căn đời trước nên chỉ nghe âm thanh, nay sau 7 ngày 7 đêm nhất tâm niệm Phật, công đức thành tựu nên được thấy thân Phật. Phật giả dĩ không độ liền, vì người kia đời đời có nhân duyên với Đàm Vô Kiệt, nên sẽ từ nơi đó được độ. Có người nên theo xá lợi Phất được độ, giả sử phật hiện thân cũng không thể làm cho giác ngộ phật tán thán lành thay là vì Tát đà ba luân trí tâm cầu muốn biết chỗ đến và nhân duyên nghe bát nhã nên phật hiện thân mà tán thán lành thay chứ phật quá khứ khi hành bồ tát khi hành đạo bồ tát cầu bát nhã cũng riêng khổ như vậy vì mới phát tâm mà tội quý cũ còn giải nặng nên phước đức chưa tập hợp phật an ủi tâm người kia rằng Người cầu bát nhã ba la mật tuy siêng khổ cũng chớ giải đãi, chớ sinh tâm thoái mất, hết thảy chúng sinh có được kết quả tu hành. Thời trong khi tu nhân đều khổ, lúc hưởng quả được vui nên suy nghĩ rằng vô lượng công đức quả báo của chư Phật đều do từ các ngài siêng năng gắng gồm. An ủi như vậy rồi nói rằng có từ đây đi về phương Đông, cách trăm do toàn có thành gọi là chúng gương, không bao lâu sẽ được nghe bát nhã ba la mật hỏi thành chúng hương ở chỗ nào đáp sau khi phật quá khứ diệt độ chỉ có để lại giáo pháp giáo pháp ấy không trải khắp diêm phủ đà chỉ chỗ nào chúng sinh có nhân duyên nghe pháp thời đi đến bây giờ có nước chúng hương giàu vui sinh nhờ bảy báu nên lấy bảy báu làm thành khi ấy tất đả ba luân tùy cùng ở cõi diêm phủ đà mà sinh ở chỗ không có phật pháp không có bảy báu sinh ra chỉ nghe truyền tên phật tên bát nhã ba la mật là phật đạo Người ấy đời trước chứa nhiều phước đức, phiền não nhẹ ít, nghe điển tin vui, nhảm ghét, vui thú, thế tục, xa lìa thân thuộc, đi đến ở giữa rừng vắng, muốn đi đến cõi nước có Phật Pháp. Âm thanh mở bày lời nói là sợ người kia đi đến chỗ khác mà không đi đến chỗ Bồ Tát Đạo Vô Kiệt, cho nên nói tiếp sau Phật hiện thân chỉ rõ chỗ đi đến. Hỏi nhân duyên về tát đà ba luân đã nghe đủ ở trên, này nhân duyên về đàm vô kiệt như thế nào, Đáp quốc già đà, trung hoa dịch là thịnh, đạt ma, trung hoa dịch là pháp. Bồ Tát ấy ở trong thành chúng hương theo ý thuyết pháp cho chúng sinh, khiến chúng sinh giao rộng căn lành, nên gọi là pháp thịnh. Nước ấy không có vua, trong đó nhân dân, đều không có chấp tôi ta. Nhưng người châu Ất đơn Việt, duy chỉ Bồ Tát đàm vô kiệt là chủ. Nước đó khó đến được, tát đà ba luân nhỏ không tiếc thân mạng, lại được chư Phật Bồ Tát tiếp trọng nên đến được. Đại Bồ Tát vì độ chúng sinh nên sinh trong cõi nước như thế. Chúng sinh không có thiếu thốn gì, tâm họ điều hòa nhu nguyến, dễ có thể được độ. Hỏi, Bồ Tát đám vô kiệt do thân, thân do cha mẹ sinh hay vì độ chúng sinh nên dùng sức thần thông hóa làm thân ấy? Nếu là thân của Phước Báo, thời cần gì dùng sáu vạn thể nữ, vườn quán ao tắm có thứ trang nghiêm để tự vui thích? Nếu là thân do cha mẹ sinh, tại làm sao có thể khiến tất đà ba luân cúng dường đầy đủ đều ở giữa hư không hóa thành đại lớn và các tam muội trải qua 7 năm? Đáp, có người nói đó là thân do cha mẹ sinh. Vì Bồ Tát được thật tướng các pháp và sức thần thông thiền định nên muốn độ chúng sinh trong thành ấy. Như các Bồ Tát lợi căn trong thành khác, có thể vào thiền định, cũng có thể vào cõi dục. Vì nhiếp hóa chúng sinh nên thọ năm dục mà không mất thiền định Thế như người tránh nóng nên nằm ở trong bùn Khi đứng dậy trở lại rửa sạch như cũ Còn phàm phu can độ nên không thể làm được như vậy Vì vậy mà dùng sức thần thông hóa làm đài hoa 7 năm vào định lại vì sức phương tiện nên có thể thọ nam dục ý nghĩa như trước nói. Bồ Tát không chỉ hành một đạo mà vì chúng sinh nên hành đủ các đạo để dìu dắt, như dòng nổi mây, sấm xét, rông tố, mưa trận mưa lớn. Bồ Tát cũng như vậy, tuy là thân do cha mẹ sinh chưa lìa phiền não, mà có thể tu hành pháp lành vì chúng sinh nên không dứt hết kết xử. Có người nói, Bồ Tát này là thân do pháp tính sinh, vì độ chúng sinh trong thành chúng hương nên biến hóa mà độ. Nếu là thân do cha mẹ sinh, thời làm sao được mười phương Phật khen ngợi và khiến tất đà ba luân đi theo thọ pháp, được sáu vạn tác muội, thế nên biết đó là đại Bồ Tát hóa thân, thế như tướng rồng chết xuất hiện trong biển lớn, như quả chín thời phải rơi, khi ấy chim cánh vàng đi đến ăn, chúng sinh cũng như vậy khi nghiệp nhân duyên chín muồi, thời đại Bồ Tát đến độ Bây giờ Tát Đà Ba Luân nghe tiếng Phật dạy giữa hư không nên sinh tâm rất hoan hỷ, rất ham muốn. Khi nào ta sẽ được gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nói bát nhã ba la mật để làm cho mũi tên phiền não ái kiến trong tâm ta ra khỏi. Vì muốn làm rõ việc ấy nên trong đây Phật nói ví dụ mũi tên độc. Những người bị mũi tên độc vào thân tiền không có nghĩ gì khác mà chỉ nghĩ đến đau khổ cấp bách và mũi tên độc không lấy ra mau thời độc chạy khắp mình mà mất mạng bồ tát tát đà ba luân cũng như vậy bị mũi tên có tầm chất độc tà nghi và mũi tên tham dục vào tâm do đã thấy mọi người vì mũi tên độc tà kiến làm tổn thương tâm và sợ mũi tên độc tham dục chạy khắp mình cướp mất mạng trí tuệ phải chết như người phàm nên nghe nói Bồ Tát Đàm Vô Kiệt có thể lấy mũi tên ấy ra thành gấp rút muốn gặp Bồ Tát Đàm Vô Kiệt chứ không còn nghĩ gì khác. Trong đây nói rất các tâm sở hữu, tâm sở hữu là tâm thủ tướng chấp trước. Cho đến đối với pháp lành cũng có bệnh ấy, Tát Đà ba luân mắt trông thấy thân Phật, trước đó chưa từng thấy. Theo Phật nghe dạy được cái vui pháp, nên xa lìa cái vui nam dục, để được thấy biết không ngại đối với hết thải pháp. Thấy biết không ngại là như sức của tất đả ba luân Được thấy biết không ngại Chẳng phải Phật không ngại Khi ấy được vào các môn tam muội Môn tam muội quán các pháp tính là Môn tam muội có thể quán thật tính các pháp Môn tam muội thật tính các pháp không thể có được là Lúc đầu được tam muội là không, không sinh, không diệt Nay được tam muội này là được không nhiễm trước tính ấy Không cho rằng được tính ấy có tướng quyết định Bồ Tát muội phá vô minh đối với các pháp là các pháp ở trong tầm người phàm phu vì vô minh nên quanh co bất chính cho là thường lạc ngã tịnh được tam muội này thầy vô minh tương ứng với điên đảo chấp thường lạc ngã tịnh bị phá chỉ quán hết thảy pháp vô thường không vô ngã hỏi như Bồ Tát phá được vô minh đối với các pháp còn không cần thấy Phật cần gì phải đi đến chỗ Bồ Tát đàm vô kiệt đã phá vô minh không chỉ có một thứ mà có thứ ngăn chặn không cho phát khởi cũng gọi là phá. Vì chứng được thần tướng các pháp nên phá vô minh. Lại vô minh có rất nhiều loại. Có phần Bồ Tát phá, có phần Phật phá, có phần Bồ Tát nhỏ phá, có phần Bồ Tát lớn phá. Như trước nói ví dụ ngọn đèn. Lại tu đà hoàn cũng gọi là phá vô minh, cho đến A-la-hán mới là thật phá. Trong Pháp Đại Thừa cũng như vậy, Bồ Tát mới phát tâm vì hiểu được thật tướng các Pháp nên cũng gọi là phá vô minh, cho đến Phật thời vô minh phá hết không còn thừa. Thế nên Tát đã ba luân có vô minh tả kiến và ngã kiến. Đối với Phật Pháp đều phá hết nên được gọi là tam muội phá vô minh, không lỗi. Một tam muội các Pháp không sai khác là được tam muội ấy thải quán hết thải Pháp một tướng tức là vô tướng. Môn tạm muội các pháp không hư hoại tự tại là được tạm muội ấy thầy quán hết thầy pháp như pháp tính thật tế vô vi nên gọi là không hư hoại. Được pháp ấy rồi được tự tại. Biết rõ ràng các pháp vì cầu Phật đạo nên không thủ chứng pháp ấy. Môn tạm muội các pháp có thể chiếu sáng là do tướng chung tướng riêng mà biết hết thầy pháp. Môn tạm muội các pháp địa tối tâm là vô minh có hai, một là dày hai là mỏng. Mỏng gọi là vô minh, dày gọi là tối tâm phá vô minh dài nên gọi là lìa tối tâm trước phá vô minh mỏng nên gọi là phá vô minh đối với các pháp bồn tạm muội các pháp không có các tương tục là nam uẩn mỗi niệm diệt tương tạo tương tục sinh khi chết đối tiếp sinh mà không tương tạo được tam muội này biết các pháp niệm niệm tương tục không sai khác Một tạm muội các pháp không thể có được là tam muội tương ứng với hết thảy pháp không Một tạm muội giải hòa là được tam muội này đối trước mười phương phật có thể dùng hoa bảy báu giải lên trên Phật. Môn tạm muội các pháp vô ngã là quán hết thầy pháp vô ngã. Môn tạm muội uy thế như viễn là được tam muội này có thể mỗi mỗi biến hóa thân như vị thầy huyễn thuật lớn có thể dẫn dắt chúng sinh phát khỏi tâm hiếm có dùng sức viễn xoay chuyển tâm người trong một nước bồn tạm muội được như tượng trong gương là được tam muội này thầy quán các pháp sở hữu trong bà cõi như tự trong gương hư dối không thật mồn tam muội biết được ngôn ngữ của hết thảy chúng sinh là được tam muội này thầy có thể biết ngôn ngữ của hết thảy chúng sinh Mồn tam muội hết thảy chúng sinh hoan hỉ là và tam muội này thầy có thể chuyển tâm sân giận của chúng sinh thành tâm hoan hỉ Mồn tam muội vào phân biệt âm thanh là và tam muội này thầy có thể phân biệt được hết thảy âm thanh lớn nhỏ thô tế của trời người Môn tam muội được mỗi mỗi câu chữ của ngôn ngữ câu chữ trang nghiêm là được tam muội này thể nghĩa lý tùy cạn mà có thể trang nghiêm tự cố ngôn ngữ làm cho người khác hoan hỉ huống nữa là nghĩa lý sâu xa môn tam muội không sợ là được tam muội này thầy không sợ tất cả ma dân ngoại đạo luận sư và các phiền não môn tam muội tính thường im lặng là vào tam muội này Thầy thường im lặng nhiếp tâm vì độ chúng sinh nên tùy theo điều họ muốn nghe mà phát ra âm thanh, như kỹ nhạc trời ưng ý mà phát ra. Bồn tam muội được giải thoát không ngăn ngại là được môn tam muội này. Thầy đối với hết thầy Pháp được trí tuệ không ngăn ngại. Bồn tam muội điều trần cấu là được tam muội này. Thầy các trần cấu kiết sử đều dứt, đây tức là tam muội vô sinh Pháp nhẫn môn tà muội danh tự ngữ ngôn trang nghiêm là được tam muội này phải có thể trang nghiêm mỗi mỗi câu kệ ngôn ngữ mà thuyết pháp môn tà muội thấy các pháp là vào tam muội này do thấy thế đế và đệ nhất nghĩa nên biết rõ các pháp môn tà muội các pháp vô ngại đảnh là như người ở đỉnh núi xem khắp bốn phương bồ tát chú ở tam muội này thấy khắp hết thảy pháp không có chướng ngại môn tà muội như hư không là vào tam muội này thấy pháp trong thân ngoài thân đều như hư không được tự tại bồn tam muội như kim cương là như kim cương có thể phá các núi tam muội này cũng như vậy có thể phá pháp làm chướng ngại sáu ba la mật mà thẳng đến phật đạo môn tam muội không sợ nhiễm đám xác là được tam muội này cho đến xác cõi trời còn không nhiễm đám uống nữa là xác khác môn tam muội được hơn là muốn có làm gì đều có thể hơn chứ không thua Môn tam muội chuyển mắt là được tam muội này Thời ma và ma dân Muốn thấy chỗ khuyết điểm của Bồ Tát trở lại Thấy thành chỗ hay Môn tam muội rốt giáo pháp tính là được tam muội này Thầy thấy hết thầy pháp rốt giáo vào trong pháp tính Môn tam muội có thể cho yên ổn là Được tam muội này thầy tuy luôn chuyển qua lại sáu đường Mà tự biết mình chắc chắn sẽ làm Phật Yên vui không lo sợ Môn tam muội sư tử giống là vào tam muội này có thể hàng phục đến thầy ma dân ngoại đạo không ai dám đương đầu một tam muội hơn hết thảy chúng sinh là được tam muội này quá hơn đối với hết thảy chúng sinh hết thảy có hai một là danh tử hết thảy hai là thật hết thảy hơn đối với hàng phàm phu có tầm chấp trước, trước ba cõi và hàng thanh văn bích chi phật bồ tát mới phát tâm chưa được tam muội ấy nên gọi là hết thảy bồn tam muội hoa trang nghiêm là được tam muội này thấy thấy mười phương phật ngồi trên hoa sen bảy báu ở giữa hư không mà mưa hoa sen bảy báu lên trên phật. môn tam muội rất nghi là tuy chưa được làm phật mà vẫn có thể dứt nghi cho hết thảy chúng sinh. bồn tam muội theo hết thảy kiên cố là thật tướng các pháp gọi là kiên cố. được tam muội này thầy theo thật tướng các pháp chứ không theo pháp khác. bồn tam muội vượt ra ngoài các pháp được sức thần thông không sợ là được tác muội này, thầy vượt qua pháp phàm phu được sáu thần thông, mười lực bốn điều không sợ của Bồ Tát. Một tạm muội có thể thông đạt các pháp là được tam muội này cho đến đối với các pháp như pháp tính thật tế thông đạt mà không chú trước cho đến pháp bình đẳng. Một tạm muội các pháp tài ấn là tài là pháp thiện ấn là tướng như người được dèo dày đeo ấn không ai dám khinh dễ. Bồ Tát được ấn pháp tài cũng không ai có thể làm chướng ngại. Bồ Tát muội không có phân biệt thấy là nếu phân biệt các pháp tức sinh tâm thường kết, được tác muội này thấy thấy các pháp không khởi tâm phân biệt. Bồ Tát muội lìa các chấp kiến là 62 tà kiến và chấp thủ tướng đối với xác pháp vân vân, cho đến chấp Phật, chấp pháp, chấp tăng, chấp niết bàn đều gọi là chấp kiến. Vì sao? Vì thủ tướng nên sinh ra tầm chấp trước. Một tạm muội lìa hết thầy tướng là tức tà muội tương ứng với môn vô tướng giải thoát môn tà muội lễ hết thải nhiễm trước là lễ hết thải tướng nên đối với hết thải pháp cũng không chấp trước môn tà muội trừ hết thải giải đãi là